khi sói hoang kéo con dê chết đồng thời cũng đạp trúng quả bom dân du mục đã giấu. Giây tiếp theo, thi thể của nó bị làm thành lá cờ treo lên cao. Con người muốn dùng điều này để uy hiếp đàn sói, nhưng cách tàn nhẫn này, trong mắt loài sói rõ ràng là đang tuyên chiến với chúng. Vì thế vào một ngày bão tuyết ác liệt, nó dẫn dắt đàn sói quyết định đi về hướng loài người báo thù. Chúng mai phục trên núi cao, lặng lẽ quan sát hướng đi của đàn ngựa. Sau tiếng ra lệnh của vua sói, cả đàn sói bắt đầu hành động. Chúng xông về đàn ngựa như phát điên, nhưng lại không trực tiếp cắn lấy, mà không ngừng quấy rối hai bên, cố ý tạo ra hỗn loạn. Chúng muốn làm gì đây? Đàn ngựa bị dọa sợ bắt đầu chạy về phía hồ. Lúc này dân du mục mới kịp phản ứng, ý đồ của vua sói không đơn giản là cắn chết mấy con ngựa. Chúng dự định đuổi hết số ngựa xuống hồ lạnh, từ đó mà làm cho đàn ngựa lạnh chết. Chiêu này đúng là cay thật. Dân du mục phát hiện bắt đầu dồn đàn ngựa, muốn chúng tránh khỏi hồ băng, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của vua sói. Sau tiếng ra lệnh của nó, tất cả sói hoang bắt đầu tấn công đàn ngựa. Sau khi đàn ngựa giật mình thì chạy loạn, nhưng do thể hình khác biệt quá lớn, không ít sói hoang bị ngựa đá chết. Nhưng cho dù như vậy chúng vẫn không ngừng tấn công. Bên phía dân du mục không ngồi yên đợi chết, họ cầm gậy chống sói trong tay tiến hành phản công. Chính vào lúc này một dân du mục bất hạnh té khỏi ngựa. Đàn sói nhìn thấy lập tức tấn công, một dân du mục khác cũng bị đàn sói vây quanh, không thể thoát thân, không còn ai ngăn cản. Đàn sói còn lại dễ dàng đuổi đàn ngựa xuống hồ băng. Vào lúc nguy hiểm, một dân du mục dùng hết sức mình, cuối cùng cũng thoát được đàn sói bao vây, nhưng thời gian không còn kịp nữa. Đàn ngựa càng lúc càng gần mặt hồ, dân du mục lo lắng bắn súng lên trời, mong rằng có thể dọa đàn ngựa, nhưng bất hạnh là không đạt được mục đích không nói. Ngựa của mình lại bị hoảng hốt, khiến cho họ bị ngã xuống đất, đầu đập ngay cục đá mất mạng tại chỗ. Mà lúc này đàn ngựa không ai trông chừng dưới sự truy đuổi của đàn sói, lần lượt nhảy xuống hồ băng âm 50 độ, nhìn những gì xảy ra dưới núi. Mặc dù vua sói đã đạt được mục đích, nhưng nó và loài người đã kết thù với nhau, vì thế trận chiến giữa sói và người cũng bắt đầu trên thảo nguyên. Ngày hôm sau, mọi người bị cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong hồ băng toàn là thi thể của ngựa, trạng thái cái chết của chúng vô cùng kỳ lạ, nhìn ra được chúng đã trải qua sự vùng vẫy đau khổ. Chủ nhiệm vô cùng nóng giận, phải biết rằng những con ngựa này là chiến mã trong quân đội, mỗi một con đều lập chiến công hiển hách, chịu tổn thất lớn như vậy cấp trên rất bất mãn. Vì thế tối đó đã ra lệnh cho dân du mục hủy diệt xào huyệt của đàn sói. Thủ lĩnh nhiệt liệt phản đối, nếu như thảo nguyên không còn sói, linh dương và thỏ sẽ sinh sôi nảy nở, hoàn cảnh trên thảo nguyên sẽ bị phá hoại, cuối cùng chịu thiệt vẫn là loài người. Nhưng chủ nhiệm không nghe lọt tai, cố ép cấp dưới chấp hành mệnh lệnh. Vì thế một trận hành động đồ sát sắp xảy ra. Sau khi dân du mục lấy sói con ra không nghĩ nhiều mà quăng lên trời, sói con đáng thương chưa trưởng thành đã bị ném chết. Không biết rằng hành vi này lại khiến cho đàn sói điên cuồng trả thù. Tiểu Dương cũng vô ý phát hiện một con sói con, nhưng cậu ấy không nhẫn tâm giết nó, mà lén lút đưa sói con về lều, còn kêu cừu đút sữa cho nó. Phải biết rằng trên theo nguyên như vây là bị cấm, vì thế Tiểu Dương đào một cái hố trước lều, để sói con vào đó nuôi. Kết quả tối đó, sói mẹ về động không thấy sói con đâu, nên đã ngước lên trời gào thét, mà sói con dường như cảm nhận được tiếng kêu của mẹ, nên cũng hét lên. Nào ngờ tiếng kêu này lại gây ra phiền phức, mọi người lần theo tiếng động tìm đến cái hố có sói con, lần lượt kêu đánh chết nó. Vì muốn giữ lại sói con, Tiểu Dương vội vàng đứng ra nói rằng cậu ấy nuôi sói con để thí nghiệm, chuẩn bị giao phối sói và cừu để bảo vệ đàn cừu, mọi người mới bỏ qua. Nhưng lúc này chủ nhiệm lại có một kế độc, ông ta muốn dùng sói con làm mồi, cố ý trói nó ở một bãi cỏ trống, sau đó bắt tay bắn tỉa mai phục gần đó, đợi đàn sói cắn câu để bắt hết chúng một lượt. Nhưng điều khiến dân du mục không ngờ là cả đều được vua sói nhìn thấy. Nó biết đây là bẫy của loài người, cho dù rất không nỡ sói con, nhưng nó vẫn không thể dùng sinh mạng của đàn sói ra đùa giỡn, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Còn tay bắn tỉa bên đây đợi cả buổi cũng không thấy bóng dáng của sói đâu, chỉ đành trả sói con lại cho Tiểu Dương. Nhưng vào tối đó, vua sói lại lên kế hoạch báo thù lần nữa. Chúng lặng lẽ mai phục gần đàn cừu, cho đến khi mọi người đều ngủ say mới bắt đầu tấn công. Nhưng đối mặt với bức tường cao mấy mét, chúng không thể nhảy lên được. Mối thù giành con lại khiến cho đàn sói dũng cảm hơn. Cuối cùng sau nhiều lần thử, vua sói đã vượt qua bức tường trước. Những con sói khác vội vàng theo sau thành công xông vào đàn cừu. Tiếp theo chính là một trận đồ sát. Chúng xông vào đàn sói điên cuồng cào cắn, phát tiết thù hận với loài người, lên đàn cừu mà họ nuôi. Đàn cừu cũng vì vậy mà chạy loạn khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết mau chóng kinh động đến người dân. Họ nghe tiếng chạy đến, không thể không nói vua sói cũng vô cùng thông minh, khi phát động tấn công không quên để lại một đồng bọn ra hiệu. Nhìn thấy ánh sáng từ phía xa liền biết là loài người sắp đến, nó mau chóng phát tín hiệu cho anh em. Lúc này đàn sói cũng kéo đàn cừu làm đá lót chân, sau đó mau chóng trốn đi. Thao tác lần này của vua sói chẳng lẽ không xứng để bạn cho nó một like à? Lần tấn công đột ngột lần này khiến cho người dân tổn thất trầm trọng, nhưng họ lại nổi cơn giận lên Tiểu Dương. Theo họ thấy là Tiểu Dương nuôi sói con nên mới dụ đám sói đến, vì thế mọi người ham he chuẩn bị tháo ổ sói giết sói con. May mà Tiểu Dương kịp thời chạy đến cứu sói con, nhưng lại xảy ra xung đột với người dân. Bạn cho rằng rốt cuộc là lỗi của ai? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận. Vào lúc hai bên giằng co, chủ nhiệm kịp thời đi đến. Ông ấy nói với mọi người nguyên nhân dẫn đến tai họa này không phải vì một con sói,
mà do một lần cướp của loài người. Sau khi sói hoang bao vây đàn cừu thì đuổi chúng đến hồ băng để chúng đóng băng chết. Bởi vì mùa đông sắp đến, chúng phải tích trữ đủ lương thực vượt qua mùa đông. Nào ngờ thao tác này lại bị người dân nhìn thấy. Vốn dĩ dựa theo quy định của thảo nguyên, họ có thể kéo một phần cừu để làm thức ăn, số còn lại sẽ thuộc về đàn sói. Nhưng không ngờ là một đám dân du mục tham lam đã phá vỡ quy định này. Họ nhân buổi tối không có người, lén lút đào hết cừu đi, không chừa lại cho đàn sói một sợi lông cừu. Dân du mục dựa vào cừu để đổi tiền công dày cộm, mua các sản phẩm sinh hoạt. Nhưng đàn sói thì thảm rồi, thức ăn chúng dùng mồ hôi và máu đổi được lại bị loài người trộm đi mất. Cộng thêm thảo nguyên đến mùa côn trùng hoành hành, không thể nào săn bắt được. Sự thiếu thốn thức ăn khiến cho đàn sói đói đến chỉ còn da bọc xương. Chúng chỉ đành đến gần lãnh địa của loài người, vừa muốn báo thù vừa muốn sinh tồn, mới khiến cho sự việc vua sói tấn công đàn cừu nửa đêm. Nhưng cho dù loài người sai trước, chủ nhiệm vẫn không hề áy náy. Lần này ông ấy dẫn tay súng thần trong bộ đội đến, chuẩn bị tiêu diệt tất cả sói trên thảo nguyên. Họ lái xe xông vào lãnh địa của đàn sói, một trận đồ sát đơn phát sắp diễn ra. Tay súng thần không hổ là tay súng thần, không tới mấy phút ngắn ngủi, hai con sói hoang đã ngã trên thảo nguyên. Cho dù chúng mạnh thế nào cũng không đấu lại súng, đàn sói bị dọa chạy loạn khắp nơi. Nhưng như vậy cũng như không, có hai con sói lạc đàn trận ở trên đỉnh núi, vì không muốn khuất phục dưới súng của loài người. Sau khi sói được nhìn sói cái thì lựa chọn nhảy thẳng xuống vực, còn sói cái lại chui vào động, mau chóng cào bới đá chôn sống bản thân. Nó thà chết chứ cũng không muốn bị loài người lột da. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người ở đó kinh ngạc. Nhưng vì lợi ích cá nhân, chủ nhiên không quan tâm được nhiều như vậy. Ông ấy lại dùng một chiêu độc hơn, kêu cấp dưới đổ xăng lên bãi cỏ, sau đó thì đốt cháy. Ông ấy muốn đốt chết đàn sói này à? Tiểu Dương đứng bên cạnh tiến lên ngăn cản, nhưng chủ nhiệm không hề quan tâm. Cứ như thế từng con sói hoang ngã xuống, cho đến khi cuối cùng chỉ còn vua sói may mắn sống sót. Chủ nhiệm mới ra lệnh ngừng bắn, vốn tưởng ông ấy đại phát từ bi, nhưng không ngờ rằng ông ấy nhìn trúng da sói của vua sói. Vì muốn bán được giá tốt, ông ấy kêu tài xế lái xe đuổi theo, muốn khiến cho vua sói mệt chết. Cứ như thế mà đuổi theo tận 38 km, vua sói dừng lại ở một đống đá. Khi đối mặt với đám người đáng sợ trước mặt này, nó không hề cảm thấy sợ hãi. Lúc này Tiểu Dương vội vàng xuống xe, từ từ đi đến trước mặt vua sói. Mau đi đi, ở đây nhiều đá như vậy, họ không đuổi theo mày kịp đâu, đi mau đi. Nhưng đã quá muộn, vua sói đã mệt rã cả người không còn sức chạy nữa. Cái chết của vua sói tuyên cáo sói hoang trên thảo nguyên đã bị loại người giết sạch. Người dân muốn lên lấy da sói, Tiểu Dương lại cầu xin chủ nhiệm để vua sói lại đây. Cuối cùng chủ nhiệm bị tinh thần của sói cảm động, đồng ý với yêu cầu của Tiểu Dương. Khi Tiểu Dương về nhà, phát hiện sói con mà cậu ấy nuôi biến mất, hỏi người dân mới biết là được thủ lĩnh thả đi rồi. Ông ấy không thể để cho sói trên thảo nguyên bị diệt sạch. Phải biết rằng trong chuỗi thức ăn nếu như thiếu một phần nào đều sẽ khiến cho hệ thống sụp đổ. Thảo nguyên cần sói, người dân cũng không thể rời khỏi sói. Sói con bị giết sạch đồng loại, lúc này có lẽ vô cùng hận loài người. Nhưng kỳ lạ là, trước khi Tiểu Dương quyết định rời khỏi thảo nguyên, nó lại xuất hiện ở ngọn núi gần đó, nhìn Tiểu Dương từ xa như muốn đưa tiễn cậu ấy. Nó cảm nhận được loài người trước mắt này làm mọi thứ cho nó. Nếu như sói quay đầu, ắt có nguyên nhân, không phải báo ơn thì là trả thù. Có đôi lúc động vật thật sự mạnh hơn loài người, vạn vật đều có linh tính. Nếu như bạn thích loại phim này thì đừng quên like. Tôi là S2T, hẹn gặp lại.